Vâng, chào các bác và các bạn. Nay chủ nhật 15 tháng 10 và mùng 1 tháng 9 âm. Đấy. Nói về nuôi ong thì chúng ta cũng phải sau đây một cuộc gọi của một bác. Tôi tính là cũng phải ngoài 75 tuổi rồi. Thì ông Tuấn là cái chỗ là đường đẻ ra ông đẻ ra mật thì không có gì là sai cả. Nhưng mà bác làm thử chưa? Đúng như thế đó. Bác đã làm thử chưa? Tôi làm rồi. Làm rồi rồi. Và nếu không có đường thì không có ông. Đúng rồi. Không có ông thì sao có mật? Vâng. Đúng như thế, chẳng có cái bệnh gì cả. Có cái bệnh đói ăn thôi chứ còn nếu mà lo ăn ra thì chẳng có cái bệnh gì. Cứ lo ăn mà quân đông thì cho nó đi bác cái gì thì bệnh thì chắc là bay hết. Tất cả các loại là kinh cấp. Vâng, thế chúc mừng các bác. Vâng. Các bác thì còn làm được chứ còn những người khác thì người ta cũng không nghe đâu. Nhiều thì kệ họ thôi chứ còn cứ chia sẻ trên mạng đấy thì ai làm thì làm chứ tôi thấy thôi. Tôi thấy mở mấy mạng cũng nhiều người nói xấu bác nhưng mà tôi không biết tức là đưa cái ý của họ ra cho bác nên tôi chỉ nghe thôi chứ không giải nghĩa làm sao. Vâng, bác cứ để trong lòng là được rồi, không cần để đâu. Chứ cái mạng xã hội thì không thể là tránh cái chuyện phải trái. Mình thì thôi cứ đi chung chung nhưng các bác thành công thế là cháu cũng mừng lắm rồi. Đấy. Tôi thì cũng có chục lạ thôi. Vừa rồi là theo như ý bác ấy tôi rút về đúng mỗi thùng nhờ có một cầu đi. Một cầu mà nhộng nó đẹp thì cháu nói bác chỉ chục ngày nữa thì bác lên hai cầu. Vâng. Nói chung là thời gian này cũng chưa vội lắm. Vâng, nói chung là nếu một cầu mà bác cứ túc tắc cho ăn thì ít thôi, đừng có cho ăn sẽ mặt. Bác mà cứ cho ăn tốt xong là đến đầu tháng 15 tháng 9 âm mà bác thả một cầu nữa, không thì đầu tháng 9 bác thả cầu nữa là ngon. Cứ tôi năm ngoái là nó mất mùa. Vâng. Ở đây hoa nó đấy bác thấy ở quê mình là cứ nếu di chuyển thì không nói nhưng mà ở quê mình là năm vừa rồi là mất mùa vì hoa nở quá nhanh cho mình, sau đợt mưa nó lại rụng nhiều mà tôi có 12 tổ mà tôi quay được gần 100 lít. Thế thì quá tuyệt vời rồi. Vâng, thì là tôi để là mỗi cầu mỗi thùng thùng ong của tôi là nhẹ nhất là 5 cầu. Vâng. Thế là bác thành công, thế là ok rồi. Vì bác thế này rồi. Tôi thấy cái chân trần của bác là đẻ là toàn ong ngoại chứ không phải ong nội. Ở cái chỗ là cái lỗ ô lăng của nó rất to cho nên là ong nó mập lắm bác ạ. Vâng. Xong rồi cái lỗ ô lăng của nó nhiều nên nó chứa mật là được nhiều hơn. Vâng. Không có gì là sai cả. Vâng. Chúc mừng bác. Thế là thành công là được rồi, ok được. Vâng. Tất cả là cũng do kỹ thuật của bác trao tức là vô tư vấn cho tốt đi. Vâng. Vâng. Tôi cảm ơn bác nhé. Vâng, chào bác. Bác ở tỉnh nào ấy nhỉ? Vâng, chúc bác mạnh khỏe. Vâng. Làm ơn thắng lợi nhá. Vâng. Xin sức khỏe của bác. Có lời hỏi thăm tới bác gái nhá. Vâng, xin cảm ơn bác. Mà cái kênh của bác làm sao bác cứ để cái cô gái ở bên cạnh đi. Vâng, thỉnh thoảng cũng cải thiện cho thanh niên người ta thích tí bác ạ. Cải thiện mắt tí thôi hả? Vâng, thế thôi. Vâng, thế chứ. Rồi, cứ vui là được.
Vâng vâng. Thôi chào bác nha. Vâng, chào bác. Vâng, vừa xong thì chúng ta nghe một cuộc điện thoại của một bác sáng hôm kia. Hôm kia nhé. Thì tôi cũng thấy bác là cái sức khỏe của bác này là chắc ngoài tầm 75 rồi. Nói thì nghe có vẻ là hụt hơi. À. Như năm ngoái bác nuôi ong thì chắc rằng là thu trận, gọi là mất mùa. Sang năm nay ấy thì bác quay thứ nhất là bác làm đúng đầu tiên là giữ ong đông. Về mùa dưỡng thì bác giờ chỉ để một. Và về mùa mật là của bác là 4-5 cầu. Thế thì khi mà ong đã có từ 3 lạng đến 4 lạng, kết hợp bác cái thực hiện cái khẩu hiệu là đường đẻ ra ong và ong làm ra mật. Đấy. Mùa dưỡng thì bác cái chỉ như bây giờ cần một thôi. Đấy. Dục bác xây bác cũng không thèm xây. Chưa cần thiết. Và mùa mật của bác đấy thì bác cái lại 5 cầu bác cứ phải chăm nguyên ăn. Thế còn làm sao mà bác ấy lại bảo là ong như ong ngoại? Ong ngoại là chẳng qua là thay được những cầu mới. Thế thì thay cầu mới mà đàn ong cầu ong mà đông thì không có bệnh gì hết. Đây là bác ấy khẳng định như cha chứ không. À. Thế thì ong mà đã đông thì nó là không có bệnh, điều tất yếu rồi. Đấy. Và đường đẻ ra ong và ong làm ra mật. Thế thì xây cầu mới thì nó nhiều ong thanh niên hơn. Thế đông ong nó nuôi ấu trùng tốt hơn thì nó nhiều ong thanh niên thì nó mỡ. Nó mập con hơn. Đấy là điều tất yếu. Thế còn về vụ mật. Mật nhé. Vụ mật thường những người nuôi ít từ 10 hay là như của bác ấy 12 đàn thì người ta chủ yếu người ta dùng máy 2, dùng cái nồi quay 2 cầu. Mà đã nồi quay 2 cầu ấy thì thường thường đến vòng 2, vòng 3 là đàn ong là rỗng ruột. Quay mạnh tay là nó sẽ rỗng. Rỗng mà chỉ còn có mấy con nhộng vít nắp, mà đã quay đến vòng 3 vớ ba vớ vẩn, vòng 4 vòng 5 là hầu như trắng cầu thì nó mới rỗng cầu, nó mới nhiều mật, kết hợp đàn ong đông quân. Thế thì tôi phỏng đoán là thứ nhất là ong đông này, cái thứ hai là ong đúng tuổi lao động này, cái thứ ba là đến mùa mật là ong của bác đây là ong chỉ có đi lên mật, không phải nuôi ấu trùng. Mà có 12 đàn mà quay được gần 100 lít tháng 3 vừa rồi. Đấy. Tuổi bác già nhưng mà bác cũng làm rất tốt. Làm rất tốt, đúng y như cái bài bản đường đẻ ra ong, ong làm ra mật. Về mùa bác thực hiện một cầu ong là phải có từ 3 lạng đến 4 lạng ong thợ bám trên một cầu. Mùa mật thì bác cái nhiều cầu, về mùa này thì bác ít, mà tích cực cho xây cầu. Dám khẳng định là ong không có bệnh gì, chỉ có bệnh đói ăn thôi. Chúng ta tham khảo. Bác ấy thì tuổi cũng già, nói cũng hụt hơi, nhưng cái độ minh mẫn của bác ấy là vẫn còn. Hay là những cái câu trả lời của bác ấy là nơi chúng ta các bác vẫn còn tinh thông. Một cái về phần sức giọng nói là bác ấy hơi yếu tí, về tinh thần rồi về sự nhận biết bác rất tốt. Tôi cũng rất mừng, ít khi mà tôi gặp được người như bác. Chúc các bác tuổi già cũng nên
qua kênh thì chúng ta cũng tìm hiểu. Đấy. Thứ nhất chúng ta nghiên cứu, chúng ta thảo luận, rồi chúng ta làm thử đàn ong nhà chúng ta, rồi chúng ta sẽ có một cái thực tiễn tốt nhất để có những cái nuôi ong cho nó hiệu quả cao nhất. Đây còn một bác ở bên Hưng Yên, năm nay bác nghe điện nuôi ong gần 10 năm, 20 năm nhưng không biết làm ong chúa. Thế thì năm ngoái là tôi gửi cho quản chúa, năm nay thì bác cũng mua tầng nhưng mà hai người chung một đơn. Thì nay bác bắt đầu là tạo ông chúa. Tạo ông chúa thì bác nhờ người con dâu. Tôi đã trêu lại bảo thế là ông mất nghề rồi. Thế ông bảo sao mất, bảo là nếu mà đã ai mà đã tạo được ông chúa là sẽ nuôi được ông. Bác yên chí là nghề của bác là vẫn cứ tiếp tục cho sau này. Vì năm ngoái tôi có gửi cho quản chúa, chúng ta là những người nuôi ong phải luôn lấy đàn ong nhà chúng ta làm thử. Như bác đấy, ong không chia là không cần thiết, cũng không cần, vẫn để một cầu, không cần xây. Đấy. Bác nói rất ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa của một người nuôi ong. Và sau đây sẽ có một cái video của một người bạn của tôi ở trên Facebook, tôi đã quay màn hình, đã tạo ông chúa. Tạo ông chúa nhưng mà phải có ông được để chia đàn. Bạn này người Phú Thọ mà đặt dưỡng ong ở trên Mộc Châu cách Phú Thọ 300 cây số, và khi có 300 đàn là đã bán đi 200, giờ còn 100 là làm ông chúa để chia. Cách đây được khoảng 2-3 hôm rồi. Mời các bạn cùng xem, mang tính chất giải trí để ủng hộ kênh các bác. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào tạm biệt. Đều ghi đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41 cái. Đây này, chủ nhật kia. Chia thôi. Chia dần được rồi. Ừ.
Hồng Quân, ao hồ chia, ao hồ vẽ. Vẽ như vẽ ngô. Đầy luôn này. Quá đẹp. Đi vào cái đây. Làm đây.